Hôm nay Hiền sẽ quay một cái chương trình cho các bé để mà của tập luyện theo kỹ năng để mà rèn luyện thể chất. Thì hồi nãy Hiền quay lớp nhỏ, bây giờ quay lớp lớn thì sẽ quay chơi môn bóng rổ. Cũng là dịp tình cờ thôi, Hiền đi qua công trình xong rồi gần công trình có các cháu chơi á, thành ra Hiền quay luôn. Nói chung chia sẻ trong ngày và hoạt động với các cháu. Thì ai cũng có con nhỏ thì mình hôm nay mình sẽ xem các cháu chơi như thế nào nha. Bây giờ là Hiền quay các cháu đó, thầy Thành. Hôm nay là thầy Thành sẽ dạy các cháu nha. Các bạn này tập con này, tập xong đi. Thầy Thư. Gần công trình á, do gần công trình nó hơi ồn tí. Chạy từ bên trong ra bên ngoài thôi.
tiếp không? Để từ bên trong ra bên ngoài. Rồi tất cả
Thằng bên đây đây, thằng bóng lên, thằng bóng lên, không thằng bóng lên. Đúng rồi. Rồi, thằng bóng lên, thằng bóng lên. Rồi, một cái mặt lăn lên, chạy về, chạy về. Đúng xác luôn, đúng xác luôn. Yeah, giỏi quá, giỏi quá. Yeah, chạy về. Tiếp tục ra, tiếp tục, tiếp tục. Thằng bóng lên, không, thằng bóng lên. Rồi, thằng bóng lên, thằng bóng lên. Yeah, yeah, yeah. 3-1 nha. Thằng bên đây 3 điểm rồi. Rồi, nhìn cái đó, nhìn cái đó. Đã muốn người xuống, muốn người xuống. Yeah, trời ơi, tiếc quá, tiếc quá. Dạ, chưa vô, chưa vô, con không biết mình đánh lại. Nhìn cho các bạn em xuống, xuống em đi. Rồi, gần được rồi, gần được rồi. Đặc biệt, đứng về cái chân xuống, nhìn cái đó đã. Ngoài ra các cháu còn có aerobic nữa luôn phải không em? Coi bên mình là aerobic với lại gì nữa ha? Dạ, bóng đá, bơi. Bơi, bơi nữa đúng không? Dạ. Có lớp bơi nữa. Hôm nào anh cho cháu học bơi. Bơi mình bơi ở đâu em? Dạ, bơi ở chỗ này đây. Không leo lên đây, không leo lên đây nào. Tất cả các bóng luôn. 1, 2, 3. Lấy điểm, lấy điểm.
Không ném nữa Tino. Tino lúc đó cứ vô cùng để hết nha. Ai? Cháu ơi nè. Chú ơi em chưa thấy. Bắt bóng vương. Tino. Thầy nói bật lại không nghe nữa. Bật ra đây con em đi bán nè. Hỏi vương. Anh không có thể lấy bóng lên nữa. Hello. 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 À, đứng vào đứng nín con đứng còn đứng vào đứng vào bác quầy xấu nè. Quầy xấu dịp nhiều lắm nhiều. Đây 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 đây. Điêu. Điêu. Quầy này nữa. Vui quá. Rồi. Tất cả đưa tay đang vào nhau, đưa tay lên cao. Đưa tay lên, nắm nước đi. Cao lên. Đi đâu? Mày đi. Sắp hàng vào lớp chào. Đi đi sắp hàng đi thẳng hàng chào nè. Sắp hàng chào nè. Hello. Con tên gì? Là anh Kiệt. Con tên gì? Môi. Sắp hàng vào lớp rồi, sắp hàng vào lớp. Ờ, lạ gì con mới nói lại lạ gì? YouTuber. Ồ trời, giỏi ghê không? Rành sành biểu dễ sợ luôn. Về tối biểu ba mở lên coi nha. Nha, mở ngôi sao. Bye bye. Đó cái gì rồi thầy cho tên, hỏi là gì nữa chứ?